Rồi xin chào bạn con Thầy lại tiếp tục làm cái video thứ ba Với cùng một cái đề bài Liên quan tới dấu của tam thức bậc 2 trên khoảng đoạn nhá. Đề bài vẫn là x bình trừ 2mx trừ m cộng 90 Thì đây, A đây, B đây, C đây Trục đối xứng đây Mấy cái này thì bọn con phải tự làm nhé Tìm m để fx nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc 0,2 Nhỏ hơn bằng 0 với mọi x Thì cái chỗ này thì đã nói với chúng ta ý tưởng ở hai cái video trước rồi nhưng ở đây cũng sẽ nhắc lại để ai mà chỉ xem mỗi cái video ba này thôi thì cũng cũng có một chút dễ hiểu đó là ý tưởng ý tưởng là gì ý tưởng về việc là fx mà nhỏ hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc tập k nào đó thì thì sao thì mắc của fx trên tập k phải nhỏ hơn hoặc bằng không Chúng ta hình dung là gì? Khi mà mắc nó nhỏ hơn bằng không Cái ông mắc nhá là cái ông lớn nhất ấy Lớn nhất mà còn nhỏ bằng không Thì các giá trị khác nó cũng nhỏ bằng không Thầy nói ví dụ rất nhiều lần rồi Và rất thực tế Nhưng mà vẫn cứ nhắc lại Đó là gì? Trong một lớp học muốn tất cả lớp Cả lớp tức là gì? Tức là mọi x thuộc k Mọi người trong một lớp Cái lớp ấy chính là tập k Mọi x tức là mọi người Mọi người trong một lớp đều thấp hơn một m 9 thì cái bạn cao nhất bạn ấy phải thấp hơn 1m9 Đúng không? Và khi cái bạn cao nhất mà thấp hơn 1m9 Thì những bạn khác hiển nhiên sẽ thấp hơn 1m9 Đúng không nào? Đấy Ý tưởng nó rất là rành mạch Để toán học nó cũng rất là gần gũi với thực tế Tiếp tục này Nếu như muốn fx lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc k Thì Thì sao? Lớn hơn bằng 0 với mọi Thì min của fx Xét trên tập k phải lớn hơn bằng 0 Nếu như cái min mà nó còn lớn bằng 0 Thì những giá trị khác nó sẽ lớn hơn bằng 0 Bởi vì cái min là cái bé nhất thôi mà cái Bé nhất mà còn lớn bằng 0 Thì những giá trị khác hiển nhiên là lớn bằng 0 Đấy, à, tư duy như vậy Được chưa? Rồi, ok, nhá à, Bây giờ Khi mà người ta hỏi thế này đi Nhỏ hơn bằng 0 Với mọi x Thì có phải việc của mình bây giờ cần làm là gì? Hãy đi xử lý cái mắc của fx trên tập 02 rồi cho nó nhỏ bằng 0. <laughs> Đấy. Khi max mà nhỏ bằng 0 thì các giá trị khác sẽ nhỏ bằng 0. Nhưng max ở đây là max trên khoảng 0,2. Đúng không nào? Và muốn tìm max min của một cái tam thức bậc 2, một cái hàm bậc 2 ở ờ. trên khoảng đoạn thì chúng ta phải xét bằng biên thiên. <laughs> Đúng không nào? Nhá. Rồi. Trời lại lạnh. Vẫn thì khoảng ho một phát trong video thì thấy nó hơi buồn cười đúng không? mà không sao cả. trời lạnh này mà thầy còn giảng được bài là tốt rồi đấy. tiếp nha. bảng biến thiên à, ok luôn đi. bảng biến thiên. x, f(x). À, trục đối xứng là m. trừ vô cùng cộng vô cùng. hệ số a là một là dương. bề lõm quay lên trên. mũi tên đi xuống rồi đi lên. Tại M ở đây, FM, lấy M thay vào, trừ M bình phương, trừ M bình phương, trừ M, cộng 90. Đây là cộng vô cùng, đây là cộng vô cùng. Thế thì, cái khoảng 02 nó nằm ở đâu? ấy ta thấy không? Nếu mà đây, cái trục đối xứng là một số cụ thể, thì ta biết ngay cái khoảng 02 nó nằm ở đâu. Nhưng bài này được coi là nâng cao bởi vì trục đối xứng nó lại là m nên khoảng 02 thì mình chưa biết nó nằm ở đâu cụ thể thì ta phải chia thành trường hợp thì ta làm vào đây đi trường hợp 1 à, khoảng 02 nó nằm ở đây này 0 2. như này như này tức là nằm bên trái đi vậy mình thống nhất ở đây là 2 nhỏ hơn m uhm, bằng được không được đi mình cứ cho hai nhỏ bằng m đi tức là cái khoảng 02 thì cái hai nó có thể lấn sang đây thì lúc đấy nó sẽ là tính từ đây đến đây nhá không hai thế không hai như thế thì sao thì không thì đóng xuống đây giá trị không ở đây mà không này không thì mình đóng xuống đây chỗ này nó là f 0 còn hai thì mình đóng xuống đây là f hai thế thì khi mà nó đi từ đây xuống đây theo chiều mũi tên đi xuống thì cái mắc nó nằm ở đây được không có con hiểu không thế thì ta tính cho thầy cái f không thôi bài của mình là cần tìm mắt mà ý tưởng của mình phải xử lý cái mắc thì mình tính F0 là cái ông phía trên còn cái F2 này không cần tính nhá F0 thì bằng gì lấy không thay vào đề bài thì nó ra là trừ m cộng 90 thế và mình lập luận là để fx nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,2 như cái hình vẽ này thì ta suy ra là f0 bằng trừ m cộng 90 phải nhỏ bằng 0 Vậy 90 phải nhỏ hơn bằng M Thế mình kết luận Mà M lớn hơn bằng 2 là điều kiện Nên suy ra Trường hợp này là gì? M lớn hơn 90 thì hiển nhiên M lớn 2 Vậy lấy M lớn bằng 90 Đấy Để thầy uống nước nhé À đây rồi Rồi trường hợp 1 xong Bây giờ thầy xử lý luôn trường hợp 2 trường hợp 2 thì chọn là trường hợp dễ thì cho cái 02 về bên này các con nhìn nhá 0 2 về bên này hoặc là không lấn về đây đi thì có nghĩa là gì có nghĩa là m nhỏ hơn bằng 0 được không thì đấy lại đóng đây thì cái chỗ này này nó là f2 f2 là đi xuống thế này này tức là thực ra là hiểu hiểu là đi lên đấy đi lên thì thì mắc có nằm ở đây nhá thì lúc này tính cho thầy f2 F2 thì bằng 2 bình phương trừ đi 2m nhân 2 trừ m cộng 90 thì lúc này sẽ bằng trừ 4 là trừ 5m 90 với 4 là 94 94 trừ 5m mà mình lại lập luận là để Fx lớn à nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc 02 thì ta suy ra là F2 phải nhỏ hơn bằng 0 vậy ta suy ra là 94 trừ 5m nhỏ hơn bằng 0 giải ra đây 94 phần 5 nhỏ bằng m mà m nhỏ bằng 0 kết luận <laughs> hình như là không được đấy nhỉ thì uống chút nước cho đỡ đỡ ho thời tiết mùa đông này ai cũng ho mà thầy ho này là ho khan ho gió hay còn đỡ đấy ho có đờm còn mệt hơn nữa thế nào nhỉ m lớn hơn 94 phần 5 mà m lại nhỏ hơn không ừ. thì suy ra chỗ này là không có m đâu mà thuộc rỗng làm sao mà nó lớn hơn một số dương mà lại nhỏ hơn số âm được đúng không nào trường hợp này mà thuộc rỗng nhá trường hợp 2 là bị rỗng rồi đánh dấu vào bây giờ thầy xét trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba Thầy xóa cái ý tưởng này đi Trường hợp thứ ba thì bây giờ hình vẽ nó hơi phức tạp. Có khi là thầy vẽ cái bảng biến thiên mới ra đây. X này, Fx này. Trừ vô cùng này, M này, cộng vô cùng. Đi xuống, đi lên. Chỗ này là gì? Trừ M bình, trừ M cộng 90. Trường hợp thứ ba ấy là 02 nó không nằm hẳn bên trái. Mà nó cũng không hẳn nằm hẳn bên phải. Mà nó lại nằm Nằm ở giữa tất cả cái M nó rơi vào giữa khoảng 0,2 Nó là 0 ở đây 2 ở đây cơ 0,2 là tính từ đây đến đây Thế thì 0 giống ở đây 2 giống ở đây Đấy Thế thì chỗ này nó sẽ là F0 Mọi người hiểu không? Chỗ này nó sẽ là F2 Thế F2 thì mình tính ra bao nhiêu lúc nãy? 94 5M 94 5M Còn F0 tính ra bao nhiêu? F0 Là 90 M à, thế này thì lại chưa biết cái nào là mắc cái nào là min đến đây thì theo tư duy thông thường là lại phải chia trường hợp thôi tức là nếu như cái khoảng 02 này nó hơi dịch sang bên này một tí thì có khi mắc lại nằm ở đây còn nếu khoảng 02 nó lại dịch sang bên này một tí thì cái mắc còn lại cái mắc nó nằm đâu ta à dịch sang chứ mắc nó nằm ở đây chứ nhỉ rồi được rồi mình cũng chưa biết nó dịch thế nào nhưng mà cái chỗ này thì là min này thấp nhất mà chỗ này lúc đó thì sẽ là min nhưng mà hai ông này ở hai bên thì cái điểm này với điểm này thì cái nào cao hơn thì cái đó nó mắc nhưng mình lại không biết cái nào cao hơn thế thì mình lại phải chia trường hợp phụ nhá trong trường hợp 3 là mình đang xét thế nào đây mình xét là không nhỏ hơn m nhỏ hơn 2 đúng chưa m bằng không thì nó nằm vào đây rồi nhá m bằng hai thì nó nằm vào kia rồi nhá vậy chỗ này là không xét dấu bằng nữa mà xét hẳn như thế này tức là cái khoảng 02 nó bao bao trùm điểm M. Thế thì trường hợp này F0 đây rồi, F2 đây rồi, thì ta lại ghi là trường hợp 3.1 trường hợp 3.1 là bây giờ F0 lớn hơn hoặc bằng F2. Tức là cái này lớn hơn. Thì mình phải giải cái điều kiện ở đây đã Là gì Là 90 trừ m Lớn hơn hoặc bằng 94 trừ 5m Thì chúng ta sẽ giải quyết thế nào Chuyển cái này sang đây là 4m Lớn hơn hoặc bằng 4 Vậy m lớn hơn hoặc bằng 1 M lớn bằng 1 Nhưng với cái trường hợp này Để Để fx nhỏ hơn bằng 0 Với mọi x thuộc 0,2 Vậy thì mình hình dung là mắc nó sẽ phải nhỏ hơn 0 không, đúng không? Mà F0 lớn hơn. Vậy thì từ đây suy ra là F0 phải nhỏ bằng 0. Bởi vì lúc F0 lớn hơn F2 thì cái thằng này nó là mắc mà. Thế F0 mà nhỏ bằng 0 thì ta suy ra cái gì? 90 M nhỏ bằng 0. Vậy 90 sẽ nhỏ hơn bằng M. Lớn hơn 1, lớn hơn 90. Kết hợp. Kết hợp với m lớn hơn bằng 1 xong rồi lại kết hợp với không nhỏ hơn m nhỏ hơn 2 mà m thì lại lớn hơn bằng 90 đây này m lớn bằng 90 này để suy ra m thuộc rỗng mọi con hiểu không làm gì có số nào nhỏ hơn 2 mà lại lớn hơn 90 được đúng không trường này là rỗng nhá thế rồi bây giờ Thầy xóa cái hình này đi cho nó đỡ bị rỗi Để thầy làm tiếp cái trường hợp 3.2 Đây Nhìn sang đây được không Trường hợp 3.2 Trường hợp 3.2 là cái trường hợp mà F0 Nó nhỏ hơn hoặc bằng F2 Tức là cái ông F2 này sẽ là mắc Nhưng mà mình phải xử lý điều kiện chỗ này đi đã 90-M Nhỏ hơn hoặc bằng 94-5M Thì chuyển sang đây là 4M Nhỏ hơn bằng 4 m nhỏ hơn bằng 1 thì mình phải nhớ cái điều kiện ở đây nữa này đấy xong lại nhớ điều kiện ở đây nữa này xong bây giờ mình mới làm này để fx nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc 02 thì ta suy ra là cái mắc mắc chính là f2 f2 phải nhỏ bằng 0 f2 nhỏ bằng 0 đúng không thế thì f2 là gì f2 là 94 5m nhỏ bằng 0 vậy là 94 nhỏ bằng 5m Vậy là m sẽ lớn hơn hoặc bằng 94 phần 5 Ơ, ờ. thế cái này cũng sai sai ấy Thế thì kết hợp Kết hợp ba cái điều kiện Của trường hợp 3 là không nhỏ hơn m nhỏ hơn 2 này à, M nhỏ bằng 1 này Xong rồi m lại lớn hơn hoặc bằng 94 phần 5 Thì trường hợp này lại suy ra là m thuộc thuộc rỗng Ờ, thế thì thì túm lại là chỉ có cái trường hợp một lúc lẫy thôi Ôi nhưng mà thầy xóa mất rồi Bây giờ thầy cũng không nhớ nữa. Trường hợp 2 mà thực rỗng. Trường hợp 3 mà cũng thực rỗng trường hợp 1 của thầy mất tiêu rồi. Ừ. Thế thì bây giờ tóm lại nhá. Vậy sau 3 trường hợp thì kết quả m cần tìm m cần tìm chính là trường hợp 1. Trường hợp 1 là gì? Thì thầy nhắc lại một tí, trường hợp 1 lúc nãy là là 0 xong rồi đến 2, xong rồi đến m, xong rồi f0 về à, phải nhỏ hơn. f0 là mắc, f0 nhỏ bằng 0. F0 là gì? F0 là 90 m nhỏ bằng 0, m lớn hơn bằng 90. M lớn bằng 90 mà lúc đó là à đúng rồi, đây m lớn bằng 90 nhá mà wow, lớn hơn bằng 90 đấy Mọi con xem lại xem cái giờ một lúc nãy thầy xóa đi có đúng không không hay là thầy đến bây giờ thì lại giải sai nữa thì buồn cười